Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba cái món đồ chơi nữa mà cũng thuộc về đồ chơi dục pin, rồi mời các bạn xem chi tiết vào màn hình nhé. Đầu tiên mình sẽ review cho bạn xem là con chuột mít khay mà ngồi trên cái bánh kem nha các bạn. Thì các bạn xem cái sản phẩm nè. Sản phẩm này á, thì nó sẽ dùng 3 viên pin được lắp ở dưới cái bánh xe các bạn. Thì khi các bạn mua về á, thì các bạn tháo cái bánh xe ra nha, rồi lắp 3 viên pin vào. Thì ở dưới nó cũng có một công tắc, các bạn mở lên thì cái sản phẩm nó sẽ hoạt động. Khi sản phẩm nó hoạt động các bạn, thì các bạn nhìn cái bánh kem ha, chú ý cái bánh kem. Thì cái bánh kem nó sẽ thứ nhất có cái đèn led nè, nó rất là nhiều đèn led nó chiếu. Và thứ hai là nó sẽ có nhiều cái miếng mủ ở bên trong bánh kem, nó sẽ xè ra và xè vô, rất là dễ thương. Sản phẩm nó cũng có bánh xe tròn xoay 360 độ luôn các bạn. Thì đụng vật cản nó sẽ được tự động tránh ngay chỗ khác. Gặp vật cản là tự động tránh ngay chỗ khác, các bạn xem chi tiết thôi. Thì sản phẩm có nhạc, đèn led, hết pin, chúng ta thay pin. Thì sản phẩm này á, nó chơi ban đêm rất là đẹp nha các bạn. Đặc biệt là chúng ta chở con em chúng ta đi lễ hoặc đi công viên á, rất là dễ thương. Rồi, sản phẩm thứ hai muốn review các bạn xem đó là công chúa ngồi cho bánh kem ha. Thì sản phẩm này á, nó cũng giống như cái con chuột mít khay ngồi cho bánh kem vậy đó các bạn. Nó cũng sử dụng là 3 viên pin được lắp ở dưới bánh xe tròn á. Thì cái bánh kem khi nó hoạt động á, thì nó cũng có nhiều cái miếng mủ xè ra xè vô, cũng rất là dễ thương. Sản phẩm nó cũng có đèn, các bạn nhìn xung quanh cái bánh kem ha, đèn led rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì sản phẩm này rất phù hợp cho những bé gái nha các bạn, rất là dễ thương. Thì khi sản phẩm chạy thì nó cũng gặp vật cản, nó cũng tự động tránh ngay chỗ khác luôn. Thì trên cái sản phẩm nó cũng có một cái tay cầm, thích thì con em chúng ta cầm đi chơi, còn không thích thì ba mẹ tháo ra cho con em chúng ta chơi đồ chơi dùng pin. Rồi sản phẩm tiếp theo mình review là Doraemon đứng trên cái bông sen. Sản phẩm này nó cũng rất là đẹp các bạn. Thì các bạn nhìn chú ý ha, nó cũng dùng 3 viên pin luôn. Thì công tắc nó cũng nằm dưới bánh xe tròn á. Khi sản phẩm nó hoạt động thì nó có rất là nhiều đèn led, các bạn nhìn đèn led nè, nó chiếu chiếu rất là đẹp, rất là dễ thương ha, chơi ban đêm rất là hấp dẫn. Thì đây là những sản phẩm mà cũng là thuộc về đồ lồng đèn trung thu á các bạn, và cũng là đồ chơi dùng pin luôn. Thì các bạn và ba mẹ nếu cảm thấy con em mình chơi đi lễ thì gắn tay cầm vô, còn con em mình không chơi đi lễ thì mình tháo tay cầm ra, thì nó là đồ chơi dùng pin. Rồi, cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều.